Hello, bà Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2021. Loan và Lộc xin kính gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay. Tin từ Pennsylvania, cãi nhau trong buổi baby shower, nổ súng, 3 người bị thương. Truy tố 3 tên cướp, chuyên giật bóp phụ nữ gốc Á tại Bắc California. Nhân viên nhà hàng bị đánh vì hỏi khách giấy chứng nhận vaccine COVID-19. Mỹ hạn chế đi lại ở biên giới với Canada, Mexico đến hết ngày 21 tháng 10. Hoa Kỳ nới lỏng các hạn chế đi lại cho du khách quốc tế đã chích ngừa vaccine. Hoa Kỳ trục xuất người di cư khỏi lán trại ở biên giới Texas và đưa về Haiti. Pfizer khẳng định vaccine hiệu quả với trẻ em 5 đến 11 tuổi. Xả súng ở trường đại học Nga, 8 người bị chết. Thân nhân 10 người bị Mỹ giết nhầm ở Kapoor đòi bồi thường. Tin Việt Nam, một tin buồn cho giới showbiz Việt Nam, chàng cao nguyên Y Danh Thuyên qua đời vì Covid-19. Thưa quý vị, tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, tin từ Pennsylvania, cãi nhau trong buổi baby shower, nổ súng, 3 người bị thương. Có 3 người đã bị bắn vào ngày thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 trong một buổi tiệc mừng một người mẹ sắp sinh con. Buổi tiệc này ở Mỹ thì thường tổ chức cho những người mẹ sắp sinh con và gọi là baby. Buổi tiệc này thường tổ chức cho những người mẹ đang có bầu và sắp sinh con, gọi là baby shower đó quý vị. Thì nguyên do chỉ vì cãi cọ nhau là ai phải lo để mà đem quà mừng về nhà. Thì cảnh sát Lower Borough là một thành phố nhỏ nằm cách Pittsburgh khoảng chừng 30 phút về hướng Đông Bắc. Họ nhận được một cuộc điện thoại báo là có vụ nổ súng trong một phòng của khu cứu hỏa Kinloch Fire Department vào lúc 6 giờ chiều của ngày thứ Bảy. Khi cảnh sát đến nơi thì thấy ở đây có một cuộc xung đột gia đình đã xảy ra. Nghi can là Isaac Hampton, 25 tuổi, sống ở thị trấn Arnold, là cha của đứa bé sắp chào đời, đã bị bắt ở gần nơi nổ súng vào sáng Chủ nhật của ngày hôm sau. Và anh này đã bị tòa tiếp tục giam giữ ở nhà tù Westmoreland County với số tiền tại ngoại hầu tra là 250.000 đô la. Các nạn nhân gồm một thanh niên 23 tuổi, một cô gái 19 tuổi và một thiếu niên 16 tuổi. Người thanh niên đã bị trúng đạn ngay ngực, cô gái bị đạn vào chân và thiếu niên bị trúng đạn vào mông, theo hồ sơ của tòa án. Hai nạn nhân đã được chở vào bệnh viện Allegheny General Hospital và một người nữa thì đến một bệnh viện khác ở gần đó. Vụ nổ súng này xảy ra sau khi mà Hampton là cha của đứa bé trong bụng đó quý vị, có cuộc cãi cọ với nạn nhân và cái cô gái là nạn nhân này muốn anh Hampton mang số quà đem về nhà. Nhưng mà không biết lý do vì sao hai người có những lời lẽ nặng nề với nhau và cô gái này đã tát thẳng vào mặt anh Hampton. Anh đã phản ứng lại bằng cách xô cô này té ngã xuống đất. Và trong lúc đó thì có 3 người đàn ông đã nhào đến và can thiệp cái vụ xô đẩy này, khiến cho Hampton tức giận và rút khẩu súng lục 9 ly ra bắn vào ngực một người. Sau đó thì lại trúng vào một người thiếu niên. Và trong lúc mọi người tìm cách giằng co lấy khẩu súng ra khỏi tay của Hampton thì súng lại phát nổ và viên đạn đã sượt vào ngang chân của cô gái. Trời, người cha tương lai gì mà kỳ vậy. Coi như là trong cái tiệc baby shower của con gái, của con mình mà lại gây ra những cái tai nạn, những cái vụ mà bắn súng vậy. Tôi như những cái người mà bị bắn trúng là chắc có lẽ những người trong gia đình hay là bạn bè thân gì đó quý vị. Và sau khi xảy ra vụ này thì anh này nó nắm tay người vợ của mình để mà chạy trốn đi. Thì sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo Lộc biết thì cái tiệc baby shower là một cái tiệc rất là vui. Trước khi mà sinh hạ sinh một đứa con thì cha mẹ tổ chức bạn bè những người thân để mà ăn mừng chuẩn bị đón chào đứa con sắp chào đời. Mà cái chuyện này nó xảy ra nó ngược lại quá. Nó làm cho càng căng thẳng thêm và gia đình càng xào xáo. Bây giờ hiện tại giờ là gia đình bỏ tẩy chay này luôn rồi. Thì baby shower là mình thấy một cái tiệc rất là hay đó quý vị. Có nghĩa là những người bạn bè hoặc những người thân trong nhà làm một cái buổi tiệc để mà hầu như gọi là giúp cho người cha người mẹ mới sắp sửa tương lai này để mà mua những cái món đồ chuẩn bị cho đứa con ra đời. Mà khi mà mình cha mẹ chưa có mua thì những người gia đình bạn bè sẽ mua những món quà đó và chờ đón đứa bé.
Nhưng mà không ngờ cái anh chàng này quá là nóng nảy. Một cái sự việc mình thấy cũng không có đáng đến mức độ như vậy mà lại xảy ra cái chuyện mà gây gỗ rồi bắn nhau, rất là đáng tiếc. Nhưng mà Lộc nghĩ anh này cũng không vừa gì. Tiệc baby shower của vợ của con mình mà đem súng trong người là hiểu rồi. Truy tố 3 tên cướp chuyên giật bóp phụ nữ gốc Á tại Bắc California. 3 tên nghi can đã buộc tội thù ghét chủng tộc và liên quan đến hàng chục vụ cướp giật bóp phụ nữ gốc Á trên khắp khu vực vùng vịnh San Francisco. Nhà chức trách đã thông báo vào cuối tuần vừa qua. Sở cảnh sát San Jose cho biết các nghi can là Dehi Blanks, 23 tuổi, Anthony Robinson, 24 tuổi và Cameron Moody, 27 tuổi, đều đã bị bắt sau cuộc điều tra kéo dài một năm trên nhiều địa phương khác nhau. Biện lý của Santa Clara County cho biết các bằng chứng cho thấy các nghi can nhắm mục tiêu vào phụ nữ mà hầu hết đều là phụ nữ người gốc Á và cho rằng những phần cư dân này thường mang tiền mặt theo trong bóp. Có rất nhiều trường hợp bọn cướp đã kéo hoặc là xô các nạn nhân xuống đất trong các vụ cướp khiến cho nhiều người đã bị thương. Trong số các vụ cướp này lên tới 40 trường hợp xảy ra những khu vực như là San Jose, San Pablo, Hayward, East Pablo Alto, Network, San Leandro, Fremont, nhiều khu vực và một cái thành phố rất là nổi tiếng ở bên phía miền Bắc Cali nữa là Milpitas, là một thành phố mới rất là đẹp đó thưa quý vị, và cũng đã bị những tên cướp này đến chặn những cái người phụ nữ châu Á. Mà đúng thật, người châu Á mình thường là hay có tiền mặt ở trong bóp ha quý vị ha. Và cảnh sát cho biết là tên Blanks và Robinson đã bị bắt vào ngày 8 tháng 9 tại San Jose. Trong lúc mà trốn chạy thì Robinson đã cố gắng tẩu thoát trên một chiếc xe và vượt đèn đỏ tông vào một chiếc xe hơi khác khiến cho một đứa trẻ 2 tuổi và cha của em đã bị thương. Hai nghi can Robinson và Blanks đã bị giam tại nhà tù Santa Clara County với 70 tội danh cướp đoạt tài sản. Vào thứ Năm thì cảnh sát tìm thấy Mondi ở Union City và bắt giữ nghi can. Khi bị bắt thì đương sự có trong người 2 khẩu súng lục. Nghi can Moody đã bị tống giam tại nhà tù Santa Clara County với các tội cướp đoạt tài sản. Biện lý của Santa Clara cho biết ngoài tội danh đánh cướp, các nghi can còn phải đối mặt với buộc tội liên quan đến tội thù hận chủng tộc. Theo các biện lý, những bằng chứng cho thấy các nghi can nhắm mục tiêu vào phụ nữ châu Á vì tin rằng người châu Á ít có khi gửi tiền ở trong ngân hàng. Và trong một số trường hợp thì các nghi can đã dùng những ngôn từ mang tính miệt thị chủng tộc với các nạn nhân. Cảnh sát cho biết là các nghi can đã đi theo những người phụ nữ trong bãi đậu xe và đợi khi nạn nhân đi vào trong xe rồi chúng mới đập vỡ cái cánh cửa hoặc nhanh chóng mở cửa đi giật bóp, thường thì để lên ghế hành khách kế bên. Thì phụ nữ leo lên xe thì hay để cái vỏ sắt kế bên chỗ lái đó. Đúng rồi. Thì rồi lúc đó mới đeo cái xích bèo vô thì nhanh lúc đó, ngay lúc đó thì họ giật cái cửa ra, họ chụp, họ bỏ chạy. Ghê ha. Ghê đúng ha. Là đó là cái giây phút mà mình rất là hớ hên và chiếc xe mình thì nó chưa có kịp lốc ha quý vị ha. Nguy hiểm quá. Đúng là cái lúc đó là dễ cướp mình nhất. Cho nên bây giờ chúng ta qua cái chuyện này mình kinh nghiệm đi quý vị. Leo lên xe là mình phải lock cái xe. Lock xe liền. Leo lên xe, lock cái xe, nổ máy xe, lock xe liền. Rồi mình muốn làm gì đó mình làm. Đây là cái sơ suất nhất của tất cả mọi người chúng ta luôn chứ không riêng gì phụ nữ. Nhưng mà đối với phụ nữ thì bọn chúng cướp nó dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu như mà mình chống cự, mình rượt theo nó hay mình làm cái gì là sẽ gây tổn hại đến mình nhiều hơn nữa thưa quý vị. Có một kinh nghiệm là muốn chia sẻ với quý vị, nhiều phần là phụ nữ. Tại vì khi mà lên xe đó thì phụ nữ hay không có để ý trước sau xe, thường là leo lên xe rồi mới nhìn trước nhìn sau. Nhưng mà đàn ông thì người ta ra xe thì người ta hay nhìn vào sau, nhìn vào trước coi có cái vấn đề gì hay không, trầy xe hay là gì đó. Nhưng mà có trường hợp là họ sẽ cột những cái lon ngoài sau cái bô xe của quý vị. Khi mà quý vị leo lên xe thì khi mà mình nổ xe đó thì mình nghe lon keng 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 ngoài sau, mình hết hồn. Mình mới mở cửa ra thì trong lúc mở cửa thì cái xe vẫn nổ máy. Thường là như vậy, không bao giờ tắt máy đó. Thì vừa mới reo ra để mình xuống mình coi cái xe mình đã làm sao thì đã có người khác nhảy vào xe mình mà để chạy đi. Thứ nhất. Thứ hai nữa là những cái tờ giấy mà dán ngay trước cái windshield, mấy cái quảng cáo đó quý vị, thì nó hay lock cái tầm nhìn của mình. Thì mình leo lên xe mình không có để ý, nhưng mà leo lên xe mở máy rồi mình mới thấy cái tờ đó thì mình mới leo ra ngoài, mình tháo hết giấy quảng cáo ra. Trường hợp đó là nó lẻn và nó lấy đi.
Nên quý vị mà lớn tuổi, như cô chú nào lớn tuổi hoặc là những chị em phụ nữ, kể cả đàn ông nha, nếu mà thấy trường hợp như vậy, phải nhìn xung quanh có đông người thì mình hãy đi ra. Còn nếu mà vắng quá thì đừng nên đi. Đừng nên đi. Cứ dê dê từ từ ra mà đợi cho đông người đã chạy vô một cái chỗ parking, chỗ nào nó đông người, rồi hãy mở những cái đó ra. Cái đó là phòng ngừa cho mình đó quý vị. Nhân viên nhà hàng bị đánh vì hỏi khách giấy chứng nhận vaccine COVID-19. Có ba nữ du khách du lịch đã gây sốc khi mà đánh nhân viên phục vụ một nhà hàng ở New York khi được hỏi về giấy chứng nhận đã chích ngừa vaccine COVID-19. Mới đây thì tại nhà hàng nổi tiếng ở New York, có ba người đến từ Texas và họ đã từ chối cung cấp cái bằng chứng chích ngừa vaccine COVID-19. Quý vị cũng nhớ là thời gian trước thì ở New York là họ yêu cầu những người mà đến những nơi công cộng thì phải trình ra cái giấy là mình có chích ngừa hay chưa. Đây là yêu cầu của toàn thành phố New York đó thưa quý vị. Thì ba người phụ nữ này đã chống cự lại vấn đề này và cuối cùng thì xảy ra vấn đề là đánh một người nữ tiếp viên vào lúc 5 giờ chiều của ngày thứ năm vừa qua. Cảnh sát New York đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ ba người phụ nữ này ở độ tuổi 21, 44 và 49. Ba người này được đưa tới sở cảnh sát ở gần đó. Nữ tiếp viên thì không được nêu tên, nhưng mà cô đã phải nhập viện sau khi bị đánh liên tục và dẫn tới bầm tím và trầy xước cơ thể. Jeffrey Bank, chủ sở hữu nhà hàng cho biết là đây là một tình huống gây sốc và đáng buồn khi một trong những nhân viên của chúng tôi bị hành hung và làm công việc của họ theo yêu cầu của chính sách thành phố. Mối quan tâm của chúng tôi là lúc này phải chăm sóc nhân viên và những người còn lại trong nhà hàng của chúng tôi. Đây là một điều mà chúng tôi không mong bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi phải chịu đựng và bất kỳ khách hàng nào phải chứng kiến việc đó. Và cảnh sát New York xác nhận rằng du khách tới từ Texas đã bị buộc tội hành hung, phạm tội ác ý và đưa họ ra hầu tòa vào ngày 10 tháng 10 tới đây. Vào nhà hàng người ta yêu cầu đưa giấy chứng nhận, nếu mà mình không có thì mình đi ra. Mấy cô này cũng rất là nóng tính ha. Quá thì tính. Thường thì những người dân ở bên Texas thì họ không có đồng ý những cái yêu cầu mà để mà họ phải trình ra những vấn đề tư nhân nhiều. Quý vị cũng biết là tiểu bang Texas là một tiểu bang thuộc về đảng bảo thủ, cho nên họ không có đồng ý chấp nhận những cái điều này. Thì cho nên mà nếu như chúng ta, những người nào mà mình không có thích những cái điều này thì chúng ta đừng nên đến New York nữa quý vị. Bởi vì ở New York bây giờ phần lớn là yêu cầu bắt buộc mình phải trình những cái giấy tờ này ra. Thì không thích thì mình đừng đến, để chi cho nó phiền phức mình và gây ra những cái chuyện đáng tiếc. Là và đặc biệt cũng trong thời gian vừa qua ở San Francisco cũng đã đưa ra những yêu cầu này. Với cách mà muốn vào những cái chỗ mà đông người như là quán bar, quán cà phê, quán ăn, nhà hàng chẳng hạn, thì phải có giấy chứng nhận là mình đã chích đầy đủ vaccine. Sẵn đây thì Lộc muốn chia sẻ với quý vị luôn là một cái cách để mà nếu mà quý vị đã chích vaccine rồi thì quý vị hãy vào cái link dưới đây nè. Quý vị bấm vào và nó sẽ hiện ra cái code, thì mình giữ trong cái phone mình, khi nào mà tới những cái nơi đó chỉ cần đưa cái code đó vào bên nhà hàng hoặc là bên cái chỗ đó, họ sẽ có một cái máy với cái điện thoại scan vào đó và sẽ biết được là thông tin của quý vị là có chích ngày nào rồi, không cần phải đem giấy vaccine theo. Thì khi mà mình vô cái link này họ sẽ yêu cầu mình ghi tên, số điện thoại, email, tên, ngày sinh, tháng đẻ, vậy thôi, đơn giản lắm. Thì quý vị khi mà ghi vào thì nó sẽ hiện ra là quý vị đã chích ngày nào, mũi đầu là thứ mấy, ngày mấy, mũi thứ hai và mũi thứ ba gì đó chẳng hạn, thì nó sẽ thông tin đầy đủ mà quý vị không cần phải là đi đâu cũng quên cái giấy vaccine. Nó rồi. Nằm trong phone của quý vị, nó nằm trong email của quý vị. Mỹ hạn chế đi lại ở biên giới với Canada, Mexico đến hết ngày 21 tháng 10. Đã hơn một tháng kể từ khi Canada mở cửa biên giới đối với khách đến từ Mỹ, nhưng mà Mỹ thì vẫn chưa mở lại thưa quý vị. Và hiện nay thì Mỹ đã hạn chế thêm, gia hạn thêm một lần nữa, và lần này là gia hạn đến ngày 21 tháng 10. Điều phối viên ứng phó COVID-19 của Tòa Bạch Ốc Jeff Zients cho biết vào hôm thứ Hai, các hạn chế được thực hiện lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2020 và kể từ đó đã được gia hạn hàng tháng. Mặc dù Tòa Bạch Ốc đã công bố một hệ thống đi lại bằng hàng không quốc tế mới sẽ mở cửa đi lại cho tất cả công dân nước ngoài đã được chích ngừa vào đầu tháng 11, nhưng nó vẫn chưa được nới lỏng về vấn đề đi về đường bộ đó quý vị. Thì hiện nay vẫn còn hạn chế cho đến ngày 21 tây tháng 10.
và các hạn chế về biên giới trên bộ do DSS và các đối tác của Canada và Mexico thực hiện, cấm những người không phải là cư dân Hoa Kỳ ở Mexico, Canada vượt qua về những chuyến du lịch không cần thiết. Du khách của Mỹ đó thì có thể bay đến Mexico, Canada và ngược lại thì có bay trở về Mỹ được, nhưng mà những nước khác thì không được quý vị. Mặc dù là chính phủ Canada đã yêu cầu tất cả những hành khách đi máy bay, hành khách đi tàu xe lửa và hành khách đi các chuyến tàu liên tỉnh phải được chích ngừa COVID-19. Và Bộ Y tế Canada cho biết rằng những yêu cầu để nhập cảnh vào nước sẽ vẫn được áp dụng cho đến ít nhất là 21 tháng 11. Kể từ ngày 7 tháng 9 thì những khách du lịch đã được chích ngừa đầy đủ bất kỳ từ các quốc gia nào đều có thể vào Canada, miễn là họ đồng ý cung cấp xét nghiệm coronavirus âm tính được thực hiện trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Bên phía Mexico thì họ không yêu cầu gì hết. Khi mà chúng ta vào Mexico thì mình không cần phải xét nghiệm COVID-19 trước khi mà Mỹ vào Mexico, quý vị. Nhưng mà khi từ Mexico mình vào ngược trở lại Mỹ thì mình cần phải có giấy xét nghiệm. Hoa Kỳ nới lỏng các hạn chế đi lại cho du khách quốc tế đã chích ngừa vaccine. Tòa Bạch Ốc cho biết là Mỹ sẽ nới lỏng các hạn chế đi lại đối với những du khách quốc tế đã được chích ngừa vaccine đầy đủ vào tháng 11, bao gồm cả những người đến từ Anh và châu Âu. Những người không phải là công dân đến du lịch Mỹ sẽ phải xuất trình bằng chứng đã chích ngừa vaccine và một cái giấy xét nghiệm là âm tính sẽ được thực hiện trong vòng 3 ngày sau khi khởi hành. Có nghĩa là hai thứ luôn, vừa phải chích ngừa đầy đủ vaccine và vừa phải có giấy xét nghiệm là âm tính trong vòng 72 tiếng là 3 ngày đó thưa quý vị. Và những thay đổi này có hiệu lực vào đầu tháng 11. Đây là một điều để cho ngành hàng không sẽ nới lỏng dễ dàng hơn và vấn đề du lịch hàng không quốc tế nó cũng đỡ hơn trong cái thời gian trước đó quý vị. Và các hãng hàng không và các nhóm ngành du lịch khác đã kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ hạn chế trong nhiều tháng. Và chính quyền tiền nhiệm lần đầu tiên đã ban hành các quy tắc và áp dụng hơn 30 quốc gia. Vào tháng 3 năm 2020 thì Tổng thống Joe Biden đã duy trì cái quy tắc đó vào tháng Giêng sau khi mà ông đã nhậm chức. Và chính quyền của ông đã đang thắt chặt các quy định đối với công dân Mỹ chưa được chích vaccine về nước. Họ phải cần xét nghiệm một ngày trước khi khởi hành và xét nghiệm trở lại sau khi về. Như vậy là các hãng hàng không rất là vui khi mà có những cái tin này ha. Thì sẽ cái việc này đã thúc đẩy cái người khách du lịch đến với Mỹ và thúc đẩy kinh tế Mỹ một ngày càng tốt hơn, phục hồi hơn. Tại vì quý vị biết là cả gần 2 năm nay là kinh tế Mỹ về du lịch đó rất là coi như hạn chế tối đa luôn, tại vì dịch bệnh mà ai cũng vậy. Nhưng mà bây giờ đã nới rộng từ từ rồi thì các mạng máy bay cũng như những cái hành khách có thể vào Mỹ để du lịch. Coi như là vào tháng 11 này thì du lịch của Mỹ đã bắt đầu mở cửa lại. Những quý vị nào ở những nước khác mà muốn qua Mỹ để đi du lịch thì chích ngừa đầy đủ vaccine và chứng nhận là mình âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi vào Mỹ thì sẽ đi du lịch Mỹ ha quý vị. Hoa Kỳ trục xuất người di cư khỏi lán trại ở biên giới Texas và đưa về Haiti. Các nhân viên biên phòng của Mỹ đã bắt đầu trục xuất những người di cư Haiti ra khỏi một khu lán trại lớn mà họ đã dựng lên sau khi lội qua sông Rio Grande, ngăn cách Mexico và Hoa Kỳ, với các chuyến bay hồi hương đến Haiti vào ngày 19 tháng 9. Khu lán trại rộng lớn dưới gầm cầu này có lúc lên đến 12.000 người di cư và đánh dấu một thách thức lớn đối với chính quyền của Hoa Kỳ. Kể từ ngày 17 tháng 9, nhà chức trách Hoa Kỳ đã di chuyển 3.300 người di cư khỏi thành phố Del Rio, tiểu bang Texas, và công bố lịch trình hàng ngày mới cho các chuyến bay đến thủ đô Port-au-Prince của Haiti, nơi một số quan chức vào ngày 19 tháng 9 đã bày tỏ lo ngại về một lượng lớn người di cư hồi hương trong những ngày tới. Trưởng nhóm tuần tra biên giới Mỹ Roe Ostis nói trong một cuộc họp báo ở thành phố Del Rio rằng trong tuần tới, chính phủ đặt mục tiêu nhanh chóng xử lý 12.662 người di cư từ gầm cầu nối thành phố Del Rio với thành phố Ciudad Acuña, Mexico. Ông Roland Patrick Holmes, một người Haiti 35 tuổi, người đã cắm trại dưới gầm cầu cho biết không có sự an toàn ở Haiti và không có việc làm. Nhưng giờ ông ấy sẽ cố gắng kiếm sống ở Mexico còn hơn là quay trở về Haiti. Vào cuối ngày 19 tháng 9 thì 3 chuyến bay đầu tiên đã đến Haiti chở 327 người di cư hồi hương.
Theo một quan chức của Hoa Kỳ thì khi đến nơi, một số người đã nói rằng không bao giờ được cho biết là họ được đưa đi đâu. Và những người di cư này vẫn tiếp tục vượt sông vào cuối tuần, mặc dù là phía an ninh của Hoa Kỳ đã được tăng cường, bao gồm các đặc vụ đã cưỡi ngựa mà để mà tuần tra biên giới. Ít nhất có 100 người Haiti, bao gồm cả các gia đình có con nhỏ, đã rời khỏi gầm cầu này và họ tự động quay về Mexico, là bởi vì họ nói thà là họ về Mexico còn hơn là lên máy bay để bay về Haiti đó quý vị. Nhiều người mang theo ba lô và túi nhựa đựng đồ đạc. Thì được biết là bên Haiti bây giờ rất là không an ninh, chính quyền đã không an ninh rồi thì người dân cũng đâu được an ninh. Và họ nói là không có việc làm, không có nơi chỗ ăn chỗ ở thì họ thà ở Mexico. Mà như là Mexico bây giờ vẫn tốt, nếu mà họ muốn có việc làm thì Mexico vẫn có việc làm cho họ. Như vậy thì là chính sách của Mỹ đã quyết định rằng là vẫn đưa những người mà xin tị nạn về nước hồi hương. Là quyết định đó hình như là hiện giờ tất cả những người dân Mỹ cũng đang rất là muốn điều đó. Tại vì có những người Việt Nam nha quý vị, làm giấy bảo lãnh cho gia đình 3, 4 năm, 5, 6 năm, thậm chí mười mấy năm, hiện giờ giấy tờ vẫn chưa đi đâu tới đâu. Trong khi những người gọi là đi qua biên giới Mexico và Mỹ lại được chính phủ Mỹ cho vào nhập cư, thì cái đó điều đó là không công bằng cho những người nào đã đăng ký từ trước. Thì mình làm giấy tờ nhưng mà mình bảo lãnh mà anh chị em đó, quý vị nào có làm thì biết, mười mấy năm trời giấy tờ không biết đi về đâu luôn. Còn những người này thì họ cứ tự định, họ tự động họ vào được, qua được cái biên giới thì họ nghiễm nhiên họ là người dân của Mỹ và trong vòng 5 năm thì họ được quốc tịch Mỹ luôn. Một cái điều rất là không công bằng. Và ngay cả bây giờ thì Mỹ còn đang phải đối phó với hàng ngàn những người dân từ Afghanistan qua nữa, thì cái chính sách mà đưa những người này về hoặc là cho họ trở lại Mexico là một điều mình rất là ủng hộ thưa quý vị. Pfizer khẳng định vaccine hiệu quả với trẻ em 5 đến 11 tuổi. Trong một thông cáo phát vào ngày 20 tháng 9, liên danh Pfizer BioNTech cho biết vaccine COVID-19 hai liều của họ hoàn toàn cho thấy phản ứng miễn dịch mạnh mẽ đối với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Dựa trên dữ liệu thu được từ thử nghiệm với 2.000 trẻ em, công ty Pfizer đã khẳng định loại vaccine của họ an toàn, dung nạp tốt và cho thấy phản ứng kháng thể trung hòa mạnh mẽ đối với nhóm tuổi từ 5 đến 11. Theo Pfizer, họ đã tiêm hai liều vaccine cho nhóm trẻ em tham gia thử nghiệm với một lượng nhỏ hơn so với cho những người từ 12 tuổi trở lên. Công ty này cho biết vaccine đã tạo phản ứng kháng thể và phản ứng phụ ở nhóm tuổi này tương đương với nhóm tuổi từ 16 tới 25. Chích hai mũi như bình thường thì cái phản ứng phụ thì cũng rất là nhẹ, như là những người 16 đến 25 thôi. Và vaccine của Pfizer BioNTech hiện nay là một trong ba loại được dùng rất là thịnh hành ở Mỹ, bên cạnh Moderna và Johnson & Johnson. Nhưng mà hiện tại thì chưa một loại vaccine nào được cấp phép cho người sử dụng dưới 12 tuổi. Và tính tới ngày 15 tháng 9 thì ở Mỹ có khoảng 12,7 triệu người dưới 18 tuổi, tương đương là 54% người từ 12 tuổi đến 17 tuổi đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Và Pfizer cho biết họ sẽ nộp dữ liệu đợt thử nghiệm vừa rồi cho FDA để mà xin giấy phép sử dụng khẩn cấp. Ngoài ra thì họ cũng đã nộp hồ sơ để mà xin cho thử nghiệm với trẻ em dưới 5 tuổi thưa quý vị. Như vậy là họ đã nộp đơn lên FDA và chúng ta chờ chắc có lẽ một thời gian ngắn nữa thì các em ở dưới lứa tuổi từ 5 cho tới 12 tuổi sẽ được chích vaccine. Điều này sẽ giảm bớt sự lo ngại cho những người cha người mẹ mà có con nhỏ đang đến trường trong thời gian này đó quý vị. Mừng quá. Những cái người mà có những đứa bậc cha mẹ mà có những đứa con mà dưới tuổi 12 đó rất là lo lắng hiện giờ, thì bây giờ Pfizer đã đưa ra cái thông báo này là hiệu quả rất là tốt đối với trẻ em từ 5 tới 11 tuổi. Thì mình thấy rất là mừng quý vị ơi. Chẳng hạn như vừa qua thì ông thống đốc Newsom là có 4 người con nhưng mà 2 người con đã bị dương tính với Covid, mà những người con đó dưới 12 tuổi cũng chưa có chích vaccine. Bây giờ là một cái thông tin rất là hay. Có nghĩa là cái liều vaccine của Pfizer, nhưng mà chẳng hạn như họ lúc trước là họ chích 1,35, bây giờ họ sẽ bớt cái phần đó lại. Có thể là dưới cái đó để mà họ chích cho trẻ em dưới 11 tuổi. Lúc trước mình nghe là hình như họ thử nghiệm là chỉ có khoảng 30 mấy phần trăm cái phần thuốc chích với người lớn thôi. Xả súng ở trường đại học Nga, 8 người bị chết.
Sáng của ngày 20 tháng 9, một người đã xả súng tại một trường đại học ở thành phố Perm của Nga, khiến cho 8 người chết và một số khác bị thương. Hãng tin AP từ Ủy ban điều tra của Nga cho biết, Bộ Nội vụ Nga cho biết tay súng đã bị giam giữ. Cơ quan báo chí của đại học bang Perm cho biết thủ phạm đã sử dụng một loại súng được gọi là gây thương tích. Những loại súng này được thiết kế để bắn đạn cao su hoặc đạn nhựa, không gây chết người, nhưng có thể được cải tiến để bắn các loại đạn khác. Hãng thông tấn Nga TASS trích dẫn một nguồn tin không nêu tên từ cơ quan thực thi pháp luật cho biết một số học sinh đã nhảy ra khỏi cửa sổ của một tòa nhà và số lượng người bị thương đến nay vẫn chưa xác nhận được. Nhìn vào cái video đó, mình thấy những cái cửa sổ, mấy bạn học sinh nhảy ra liên tục luôn. Và khi mà nhảy xuống và họ chạy đi, rất là nhiều người đã bị thương vì cái tình trạng này nữa, ngoài cái việc mà bị bắn súng ra. Và các nguồn tin cho biết hiện nay là khoảng từ 6 cho đến 14 người đã bị thương vì nhảy ra khỏi tòa nhà. Được biết là thành phố Perm cách thủ đô Moscow khoảng 1.100 km về phía đông và dân số khoảng 1 triệu người. Trường đại học tuyển sinh khoảng 12.000 sinh viên. Cảnh sát cũng đang điều tra về tay súng này, vì sao mà hắn đã nổ súng vào những cái người học sinh như vậy. Quý vị còn nhớ vào hồi tháng 5 thì cũng đã có một tay súng đã nổ súng ở một trường học ở thành phố Kazan, đã khiến cho 7 người học sinh và 2 người giáo viên thiệt mạng. Cũng cái vụ mà vào mà xả súng. Và cái tên này á, hắn sử dụng súng mà loại bắn đạn nhựa cao su, nhưng mà biến chế lại để mà bắn đạn thật. Quý vị biết là có những cái súng mà bắn nai hoặc là bắn sóc đó quý vị. Những con nai con sóc mà họ bắn là gọi là dạng súng hơi, có nghĩa là bắn nhưng mà nó họ cải tiến lại thì có thể gài được những cái loại đạn đầu đạn khác, bắn chết người. Rất là nguy hiểm. Mà cái súng này á, có thể họ, nếu mà họ thông minh, họ biết cách á, họ có thể mua những cái part ở trên mạng ở bất cứ nơi đâu và họ về họ ráp lại thành một cái súng của riêng họ, họ cải tiến. Thân nhân 10 người bị Mỹ giết nhầm ở Kabul đòi bồi thường. Theo tin từ những người thân nhân của nạn nhân bị giết nhầm là Ramin Yusuf, là em họ của Ahmadi, đã từng làm việc cho quân đội Afghanistan trước khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul, nói rằng nhiều gia đình thực sự muốn là những người thân yêu của họ còn sống. Sau khi sự việc này là lúc mà khi mà Mỹ đã cho cái chiếc drone bắn vào chiếc xe đó quý vị, thì có 10 nạn nhân đã thiệt mạng trong cái cuộc không kích này, một cuộc không kích nhầm. Và Washington đã lên tiếng xin lỗi, nhưng mà những người này thì họ đòi phải bồi thường cũng như là phải đưa họ và gia đình họ đến Mỹ. Đối với Mỹ thì lời xin lỗi vào ngày 17 tháng 9 về vụ không kích máy bay không người lái khiến 10 dân thường Afghanistan thiệt mạng là một cái sự thừa nhận hiếm hoi về sai lầm chết người của quân đội Mỹ. Tuy nhiên thì đối với gia đình các nạn nhân điều đó vẫn chưa đủ. Và Emma Ahmadi đã nói là không ai liên lạc với chúng tôi để xin lỗi. Vào hôm 18 tháng 9 thì con gái mới biết đi của anh ta là Malika, là một trong 7 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ không kích nhầm vào ngày 29 tháng 8. Ahmadi cho biết là anh rất ngạc nhiên khi phía Mỹ đã công khai xin lỗi bởi vì anh chưa nhận được bất kỳ phản hồi từ quan chức nào. Tuy nhiên, anh cũng nói là xin lỗi vẫn chưa đủ. Tôi đã mất 10 người thân và Mỹ phải trả giá. Mỹ nên bồi thường và đưa chúng tôi khỏi Kabul. Thì cái cuộc không kích này đã khiến cho 10 người trong cùng một gia đình họ đã chết bởi vì Mỹ đã thả bom bằng cái chiếc drone, một cái sai lầm rất là đáng tiếc mà chắc chắn bây giờ thì phải trả giá cho việc mình làm. Bây giờ bên phía gia đình họ có đòi hỏi cái gì thì nước Mỹ cũng phải đáp ứng. Đó là vấn đề nhân đạo thưa quý vị. Và Đại tướng Kenneth McKenzie, chỉ huy tư lệnh trung tâm Mỹ vào hôm 17 tháng 9 đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về cuộc không kích bằng máy bay drone không người lái này mà ông mô tả đó là một sai lầm tai hại. Thì anh này anh kể là vào ngày xảy ra bi kịch, anh họ của Ahmadi là Zemari Ahmadi là một nhân viên cứu trợ được tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ thuê anh này làm việc để giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng ở Afghanistan. Khi anh vừa đi làm về và con trai út Fajar 13 tuổi đã chạy ra đón ba của mình. Fajar đã học lái xe và muốn giúp ba mình đậu cái chiếc xe. Nhưng máy bay không người lái của Mỹ đã lao trúng vào chiếc xe khiến hai cha con cùng 8 thành viên khác trong gia đình đã thiệt mạng. Điều tra của tờ New York Times cho thấy một số hành động của Ahmadi vào ngày xảy ra không kích có thể đã bị quân đội Mỹ hiểu lầm với các bình đựng nước, nhầm đó là những bình đựng chất nổ. Tin Việt Nam,
Một tin buồn cho giới showbiz Việt Nam, chàng cao nguyên Lee Jang Twin qua đời vì COVID-19. Gia đình của Lee Jang Twin cho biết là anh qua đời vào sáng ngày 20 tháng 9 sau một tháng điều trị với căn bệnh COVID-19, và anh qua đời lúc anh mới có 42 tuổi thôi quý vị. Vợ của anh là chị Hằng cho biết là anh đã phải trải qua cái căn bệnh này rất là căng thẳng trong thời gian một tháng vừa qua, và gia đình đã nhận được thông báo từ bệnh viện, họ gọi đến và họ báo là anh đã trút hơi thở cuối cùng, và gia đình hiện nay thì đang chờ đợi để mà nhận tro cốt mà thôi. Cái bệnh này để cho cái người ra đi quá cô đơn ha quý vị ha. Coi như là nằm trong bệnh viện gần cả tháng trời và một cuộc điện thoại báo về rồi họ tự họ đưa đi thiêu và gia đình chỉ chờ ngày nhận tro cốt. Và những ngày cuối đời thì Lee Jang Twin đã hôn mê và được đội ngũ bác sĩ đặt nội ống khí quản, lọc máu và chạy máy tim phổi nhân tạo là ECMO. Và đến sáng ngày 20 tháng 9 thì anh đã qua đời. Thì là mình được biết là tính của anh chàng ca sĩ này rất là khôi hài, và anh là một người con rất là hiếu thảo, một người chồng, một người cha rất là một mực yêu thương gia đình. Và thời điểm mà phát hiện mà cái bệnh nhiễm COVID-19 mà nhập viện để điều trị đó, thì Lee Jang Twin đã viết trên Facebook và gọi đó là một chuyến công tác đặc biệt để cho ba mẹ với người thân đồng nghiệp không có lo lắng. Nghĩa là khi mà phát hiện ra mình bị dương tính với bệnh COVID-19 thì thay vì bạn nói là bạn phải đi chữa bệnh thì bạn nói đùa là bạn phải đi một cái chuyến công tác rất là đặc biệt để cho mọi người đừng có phải lo lắng. Thì bạn Lee Jang Twin này cũng có cái bệnh ở trong người quý vị, hình như là bị cao máu, cho nên khi bị nhiễm bệnh COVID-19 này thì cũng khá là nguy hiểm. Nhưng mà mình thấy tuổi còn trẻ ha, quá trẻ, mà tại sao không vượt qua nổi căn bệnh này. Những người mà bị thở ECMO mà bị đưa những cái đường ống vào như vậy thì chỉ một thời gian thôi quý vị, thì nếu mà không có thể nào mà tự mình tập thở được thì bắt buộc bác sĩ phải rút cái đường ống đó ra, mà khi rút đường ống đó ra thì sẽ không tự thở được, coi như là không có vượt qua nổi. Và cũng ngày 20 tháng 9 ở bên Việt Nam thì Lộc nhận được tin là cậu hai ruột của Lộc cũng đã qua đời vì cái căn bệnh COVID. Là anh của mẹ Lộc, anh ruột của mẹ Lộc, thì thời gian qua thì cậu đã bị COVID, thì được đưa vào bệnh viện, thì bệnh viện cũng đã, bác sĩ cũng đã rất là tận tình cứu chữa, cũng đặt ống thở, nhưng mà cho có lẽ là sức không có chịu nổi đó quý vị, nên cậu đã ra đi vào ngày 20 tháng 9. Một lần nữa thì thay mặt gia đình rất là chia buồn với lại mợ hai và các anh chị. Thì hôm trước Lộc nói là bên gia đình của cô Phương á, là ba cô Phương bị bệnh là cậu nào? Là cậu Bình, là cậu Năm. Cậu Năm. Cậu Năm là bệnh là chữa nhà. Thì anh chia sẻ. Thì đó, quý vị, thì thật sự mà nói thì mình không biết nói sao, nhưng mà theo kinh nghiệm của gia đình á, thì khi mà đứa em Lộc á, là con của cậu Năm, cũng là em ruột của mẹ, đã bị ba cậu Bình nó bị dương tính, thì đứa em không cho ba đi vào trại cách ly tập trung và vô bệnh viện, tại vì Phương là đứa em Lộc nó là không có muốn ba phải vào trỏng, tại vì ba có thể chữa được thì phải viết một cái giấy cam kết với lại chính quyền địa phương, nó là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về ba của tôi nếu mà có xảy ra chuyện gì hết. Thì sau đó thì em đã cho ba uống thuốc rất là đầy đủ, và trong vòng một tuần lễ sau cậu Lộc đã hết bệnh và đã khỏe lại rồi, trong khi đây là cậu hai đã được đưa vào bệnh viện nha quý vị và đã bị qua đời. Mình biết là rất là nhiều người rất là muốn tận tâm cứu chữa, nhưng mà thật sự mà nói bây giờ cũng không biết được nữa. Những người bệnh nhân mà bị COVID-19 mà khi mà đưa vào bệnh viện thì coi như là cách hoàn toàn với lại thế giới bên ngoài. Mình chỉ biết trông chờ vào những cái sự mà giúp đỡ từ những bác sĩ, những y tá, và mình cứ ngày ngày mình nơm nớp, mình lo sợ để mà chờ để cái tin báo. Nhiều gia đình họ nói họ không mong nhận được một cái cú điện thoại, là bởi vì khi mà bệnh viện mà gọi là rất là căng thẳng thưa quý vị.
Hồng Loan có một người người chú ở bên Việt Nam thì chú làm trong bệnh viện, chú có chia sẻ nói là 96% những người bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt là phòng ICU vì cái bệnh COVID-19, 96% là không có đi ra ngoài, không đi ra được. Thì nếu như mà mình lập nghĩ, nếu mà mình hiểu về cái căn bệnh này và mình biết cách có người lo đó, có người chăm sóc, thì nếu mà dương tính mà không có bị trở chứng nặng đó, mình ở nhà mình rất là tốt quý vị. Tại vì ở nhà thì lúc nào cũng có những người thân của mình, lúc nào túc trực 24/24 để mà lo. Còn trong bệnh viện thì quý vị biết là cái số lượng người rất là đông, bác sĩ thì có một số hạn chế thôi. Nên mình cũng biết là người ta cũng giúp đỡ đó, nhưng mà nó một số thiếu sót gì mình cũng không có nhìn được, mình không có thấy được, rất là đau xót. Bây giờ ông Loan, một cái chị ở trong bệnh viện, cái này chuyện xảy ra ở Mỹ, chị kể cho Hồng Loan nghe một cái đơn giản thôi quý vị. Thì khi mà người bệnh nhân mà phải úp cái máy oxy mà thở vào như vậy thì họ bị ho. Khi mà họ bị ho thì họ ói ra, họ ho thì họ ói. Nếu như có những người y tá bác sĩ bên cạnh thì giúp họ mở cái đó ra để mà họ có thể họ ói ra được. Còn nếu như không có người cấp cứu kịp thời, khi mà họ ói ra thì họ không thở được, họ lại hít vô, thì như vậy lại càng làm họ nghẹt thở hơn nữa. Đó là cũng một trong những cái lý do mà nếu như mà không trở tay kịp thời thì những người đó cũng không cứu kịp, thưa quý vị. Đó chỉ là một phần nhỏ thôi nha quý vị, không phải là lúc nào cũng vậy, nhưng mà đó cũng là một cái phần mà để gây đến cái ra đi đáng thương của người bệnh. Thôi đừng có nói chuyện đáng thương nữa, gây chuyện cười cho nghe nha. Cười đổi không? Nay gia đình có một cái tin buồn á. Thôi đừng kể nữa đi. Thôi xin lỗi quý vị. Xin lỗi quý vị ha. Hôm nay thì cho phép Loan với Lộc một cái sự thương tiếc gửi đến với cậu. Cậu là anh hai của mẹ đó. Cậu ruột của Lộc. Dạ, thì xin phép quý vị cho Loan Lộc bỏ qua cái chuyện vui này đi nha quý vị nha. Rất là có lỗi cùng quý vị. Hẹn ngày mai Loan Lộc sẽ trở lại và kể cho quý vị nghe. Cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.